Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Hồ sơ khởi tố bắt giam vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc và Trần Thị Nguyệt Thu đã hoàn tất. Ngày 18 tháng 8, một nguồn tin nội bộ cho biết, Nguyên Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đệ nhất phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu vẫn đang phục vụ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong số các nội dung mà Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang làm việc với vợ chồng Phúc, Thu nổi bật nhất là vụ nhận hối lộ của Trương Mỹ Lan, tức Vạn Thịnh Phát, 100 triệu đô la Mỹ. Và đây là hình vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc cùng con gái và con rể. Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu ông Phúc giải trình mối quan hệ với bà Trương Mỹ Lan, quá trình nhận tiền và số tiền đó hiện cất giấu ở đâu. Đáng chú ý, con số 100 triệu đô la Mỹ là số tiền mà cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chứng minh được, còn con số thật sự thì bà Trương Mỹ Lan khai lớn hơn nhiều. Ngoài ra, Nguyễn Xuân Phúc còn tạo điều kiện cho vợ Trần Thị Nguyệt Thu và con gái Nguyễn Thị Xuân Trang tham gia đường dây rửa tiền cả tỷ đô la Mỹ từ Việt Nam tuần qua Hồng Kông trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2022. Đây là khoản tiền của Trương Mỹ Lan ủy nhiệm cho Trương Khánh Hoàng, tức cháu ruột Trương Mỹ Lan, thực hiện. Lúc đó, Trương Khánh Hoàng giữ chức quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB. Nội dung nổi bật thứ hai là vụ việc Á liên quan đến test kit COVID-19. Ngoài việc Nguyễn Xuân Phúc nhận trực tiếp từ Phan Quốc Việt, tức Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, nhiều triệu đô la Mỹ, Trần Thị Nguyệt Thu còn nhận từ bà Kỳ, vợ Nguyễn Thanh Long, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Y tế, 2 triệu đô la Mỹ. Và đây là hình ông Nguyễn Xuân Phúc khi làm thủ tướng. Khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giam ông Long, thì đảng ủy Bộ Y tế có đơn và chữ ký tập thể xin tha cho bà Kỳ, vợ của ông Long. Việc này do Nguyễn Xuân Phúc hướng dẫn đã bảo vệ cho vợ của mình, tức Trần Thị Nguyệt Thu, khỏi vướng vào lao lý vì nếu bà Kỳ bị bắt thì sẽ lòi ra bà Thu. Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương triệu tập người viết đơn xin tha tội cho bà Kỳ. Hiện nay, với chứng cứ rõ ràng, Trần Thị Nguyệt Thu đã thừa nhận có nhận số tiền đó, tức 2 triệu đô la Mỹ, nhưng khai đó là tiền đầu tư chung kinh doanh thuốc Tây. Bà Kỳ có chuỗi cửa hàng kinh doanh thuốc Tây. Nội dung nổi bật thứ ba là vụ siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh. Ủy ban kiểm tra Trung ương đưa bản khai của nguyên phó thủ tướng Trương Hòa Bình về việc ông Bình khai nhận của ông Hoàng Thanh Bách và ông Nguyễn Cao Trí. Cả hai là đại diện pháp luật của công ty Sài Gòn Đại Ninh, chủ đầu tư siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh, 9 triệu đô la Mỹ tại nhà công vụ ở Hà Nội. Trương Hòa Bình trình bày, sau đó có đưa cho Nguyễn Xuân Phúc 3 triệu đô la Mỹ. Hiện nay Trương Hòa Bình đang bị cấm xuất cảnh và có thể bị khởi tố bắt giam trong thời gian tới. Và đây là hình nguyên phó thủ tướng Trương Hòa Bình. Nội dung nổi bật thứ tư là tẩu tán tài sản. Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2015 đến nay, ngoài việc nhờ Bùi Thị Thu Hà, nguyên là vợ của thiếu tướng Đàm Thanh Thế đứng tên vợ chồng Phúc Thu đã nhanh tay tẩu tán tài sản qua thành phố Chicago ở nước Mỹ và thành phố Melbourne ở nước Úc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra soát các lần chuyển tiền ra nước ngoài của vợ chồng Phúc Thu, xác minh hơn 53 lượt chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, nhiều nhất là Mỹ 31 lần, với số tiền lên tới 260 triệu đô la Mỹ. Phúc nhờ con rể Vũ Chí Hùng và Trần Hào Nam, cháu của Trần Thị Nguyệt Thu, đứng tên nhiều bất động sản tại Việt Nam. Vũ Chí Kiên, bố đẻ của Vũ Chí Hùng, cũng được xí phần khi Xuân Phúc nhờ đứng tên hai khách sạn tại đường Thái Văn Lung, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và ba resort nghỉ dưỡng ven biển tại thành phố Hội An, Quảng Nam và Nha Trang, Khánh Hòa. Cho đến nay, hồ sơ để khởi tố bắt giam nguyên thủ tướng, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu và nguyên phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã hoàn tất tội ác của gia đình Nguyễn Xuân Phúc và cộng sự đang dần được đưa ra ánh sáng công luận và chờ ngày công lý được thực thi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hồ sơ khởi tố bắt giam vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc và Trần Thị Nguyệt Thu đã hoàn tất. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Kết nối đường sắt là một chủ đề trọng tâm trong chuyến thăm Trung Quốc của Tô Tổng Bí Thư. Ngày 17 tháng 8, BBC Tiếng Việt cho hay, ông Tô Lâm thăm Trung Quốc tăng cường kết nối đường sắt. Theo đó, các quan chức cho biết, kết nối đường sắt sẽ là chủ đề hàng đầu trong chương trình nghị sự khi Tô Tổng tới Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết các tuyến đường sắt liền mạch được coi là rất quan trọng cho chuỗi cung ứng khi ngày càng nhiều nhà sản xuất Trung Quốc chuyển hướng hoạt động xuất khẩu sang Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Trung Quốc và Việt Nam hiện được kết nối bằng hai tuyến đường sắt từ miền Nam Trung Quốc đến thủ đô Hà Nội, cũng là trung tâm công nghiệp phía Bắc của Việt Nam nhưng cơ sở hạ tầng của Việt Nam đã có từ thời Pháp thuộc và có khổ đường ray khác với đường sắt cao tốc của Trung Quốc nên buộc hành khách cũng như hàng hóa phải đổi tàu. BBC trích dẫn từ nguồn tin quốc tế nhận định sự thiếu tin cậy giữa hai nhà nước cộng sản từ lâu đã cản trở tiến trình xây dựng các tuyến đường sắt. Nhưng trong thời gian gần đây, cân nhắc về kinh tế dường như đã vượt lên lo ngại về an ninh. Vào tháng 12 năm 2023, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề xuất các khoản trợ cấp và cho vay để giúp nâng cấp các tuyến đường sắt của Việt Nam và hai nước đã ký hai bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác đường sắt. BBC dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trong một lần trả lời phỏng vấn cho biết, trọng tâm chuyến thăm Trung Quốc của ông Tô Lâm là thực hiện các thỏa thuận đã ký kết và đưa hợp tác thực chất đạt tiến triển mới, nhất là trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như kết nối đường sắt. Và đây là hình Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. BBC dẫn truyền thông trong nước. Theo đó, ông Hùng Ba, đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội cho biết, hai bên đang đẩy nhanh kế hoạch cho ba dự án. Nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có, từ Lào Cai đến Hải Phòng, qua Hà Nội, từ Lạng Sơn đến Hà Nội, và xây dựng một tuyến thứ ba dọc theo bờ biển từ Móng Cái đến Hải Phòng. Một quan chức Việt Nam cũng cho biết, các thỏa thuận mới dự kiến sẽ được ký kết trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Tô Lâm, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến đường sắt, các khoản đầu tư khác, và thương mại nông sản. Vẫn theo truyền thông Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kêu gọi hỗ trợ tài chính và công nghệ từ Bắc Kinh cho đường sắt Việt Nam trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 6 năm 2024. Đây dường như là một sự thay đổi chiến thuật đáng kể. BBC cũng cho biết, các lãnh đạo cao cấp Việt Nam trong nhiều năm vẫn lập lờ về việc sử dụng quỹ của sáng kiến vành đai con đường sau khi các cuộc biểu tình nổ ra ở Việt Nam vào năm 2018 tuy nhiên điều đó không ngăn được đầu tư tư nhân của trung quốc vào việt nam vốn đang bùng nổ theo bbc hiện trung quốc là đối tác thương mại lớn nhất cũng như thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của việt nam và đây là hình tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình trung quốc với tham vọng trở thành siêu cường đứng đầu thế giới quyết tâm thách thức trật tự đơn cực do mỹ dẫn đầu và muốn gia tăng sức ảnh hưởng trong khu vực thông qua đầu tư triển khai sáng kiến vành đai con đường trong khi đó Việt Nam thuộc nhóm quốc gia quyền lực tầm trung, khai thác tối đa lợi ích và an ninh trong lúc cân bằng quan hệ Mỹ-Trung, nhưng vẫn coi trọng giao hảo truyền thống với Nga. Vẫn theo BBC, về đường sắt, một trong những công trình nổi bật của Trung Quốc tại Đông Nam Á là tuyến đường sắt cao tốc từ biên giới Lào-Trung tới thủ đô Vinh Trăng của Lào. Mới đây, Thái Lan cũng đã triển khai một tuyến tàu nối thủ đô Bangkok với Vinh Trăng, tạo thành một tuyến đường sắt khá thông suốt từ Singapore, bán đảo Mã Lai lên Thái Lan, Lào và đến Trung Quốc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Kết nối đường sắt là một chủ đề trọng tâm trong chuyến thăm Trung Quốc của Tô Tổ Tổng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.